trong làng dân chủ rỡm bởi nhiều hành vi tuyên truyền kích động phá hoại. Cũng chính vì hành động ngông cuồng coi thường pháp luật nên năm 2008, Phạm Thanh Nghiên đã bị bắt khi đang kích động mọi người gây rối trật tự công cộng với cái cớ kêu gọi chống Trung Quốc rất mỹ miều như các biểu ngữ Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam và phản đối công hàm bán nước ngày 14 tháng 9 năm 1958 của Phạm Văn Đồng. Ngoài ra, đối tượng này còn thường xuyên viết bài có nội dung xuyên tạc, bịa đặt gây hoang mang trong dư luận. Mới đây, Phạm Thanh Nghiên lại cho ra đời cuốn hồi ký Những Mảnh Đời Sau Song Sắt, được các nhà dân chủ giới thiệu về cuộc sống của những tù nhân chống phá đất nước như Phạm Thanh Nghiên. Tuy nhiên, cái mác mà các nhà dân chủ rởm gắn lên chỉ là hình thức để lừa bịp người đọc, chứ nội dung của cuốn sách này là sặc mùi bịa đặt, xuyên tạc nhằm hạ thấp uy tín của chính quyền và cơ quan chức năng. Phạm tội và phải chịu hình phạt là điều nhục nhã xấu hổ nhất và bất cứ công dân Việt Nam nào. Nhưng đối với những kẻ rác rưởi như Phạm Thanh Nghiên thì dường như ngồi tù là một điều gì đó rất hãnh diện, là điểm nhấn giúp được nhiều tiền hơn từ các thế lực tư bản thù địch thông qua hoạt động chống phá Việt Nam. Ngay trong cuốn sách mà Phạm Thanh Nghiên tán phát đã thể hiện khá rõ điều này, như ghi như thế này: nếu bạn không ai trở thành một tù nhân lương tâm như tôi thì hy vọng những trải nghiệm này sẽ giúp bạn có thêm một vài kinh nghiệm. Nhất định bạn sẽ chiến thắng, một chiến thắng trọn vẹn vì bạn giỏi hơn tôi, dũng cảm và thông minh hơn tôi nhiều. Không mấy phần khác lạ khi xuất hiện những lời lẽ bịa đặt về chế độ giam giữ ở nước ta trong cuốn sách này, như cái kiểu ghi như thế này: nhà tù cộng sản là hiện hữu của mọi khổ đau cùng cực, mọi nỗi uất hận nghẹn ngào, là đau thương rệu rã, mệt mỏi tăm tối và cả chết chóc, là sự tàn bạo và bất lực, là nhẫn tâm thù oán, là trông đợi tuyệt vọng, là nỗi chết và là địa ngục. Địa ngục của những con người vẫn còn đang hít thở, đi lại và cười khóc. Ngoài ra, Phạm Thanh Nghiên còn kể về việc mình bị các tù nhân khác xa lánh, không muốn nói chuyện hay tiếp xúc gì và đổ hết mọi vấn đề cho cán bộ trại giam, vu cáo chính quyền ngăn cản người khác tiếp xúc với mình. Nhưng thực tế, với một kẻ phản động, một con tâm thần ảo tưởng như Phạm Thanh Nghiên thì chắc chắn chẳng ai muốn gần gũi làm gì. Ngay cả phạm nhân cũng còn biết rõ được điều này. Mỗi lần nói chuyện với ả này là một tràng không ngừng nghỉ những lời lẽ nói xấu chính quyền, bôi nhọ danh dự của người khác, kêu gọi mọi người chống phá đất nước. Hồi ký là dạng tác phẩm kể lại những trải nghiệm có thật của tác giả, người thực việc thực, chứ không phải những cái gọi là hồi ký mà Phạm Thanh Nghiên và các nhà dân chủ rởm lan truyền trên mạng xã hội. Hồi ký của Phạm Thanh Nghiên là những thứ vô thực tạo ra từ sự ảo tưởng và bịa đặt trong những ngày tháng đói ăn, thất nghiệp sau khi ra trại. Tác phẩm này mặc dù không được lưu hành chính thức, chỉ được truyền tay nhau trong đám dân chủ rỡm, nhưng cũng đem lại cho chủ nhân khoản tiền không nhỏ, mà có thế lực thù địch nào lại không lợi dụng cơ hội này để cung cấp và lan truyền nó. Bản hồi ký này chứa đựng những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt nhằm hạ thấp uy tín, vu cáo chính quyền cũng như cơ quan chức năng trong việc bắt, xét xử và giam giữ phạm nhân. Có lẽ nên cho Phạm Thanh Nghiên quay lại trại giam để tận hưởng rõ nét hơn về cuộc sống mới đây và ở đây, để miêu tả chân thực hơn nữa, rõ nét hơn, đậm nét hơn, để đối tượng này bớt tuyên truyền linh tinh đi.